Thì chào tất cả mọi người nha. Thì hôm nay bên Mộc đang sơn cái trụ thờ gõ đỏ cần ốc này nha mọi người. Và Mộc đang sơn cho khách của Mộc là ở bên Bình Dương. Đó, và cái trụ thờ gõ đỏ cẩn tra này là kích thước của nó là ngang 1m8 nha mọi người. Rất là đẹp. Thì trụ này bên xưởng Mộc có làm hai xa, là xa 1m8 và xa 1m6. Thì xa 1m8 này Mộc đang làm với giá là 20.900.000. Còn xa 1m6 là sẽ làm với giá là 19.600.000. Giá bao gồm là Mộc sơn xịt hoàn thiện và miễn phí vận chuyển 40 cây. Tất nhiên là Mộc vẫn hỗ trợ vận chuyển là từ Huế tới Cà Mau nhé mọi người. Tủ này thì toàn bộ đình đáy của nó sẽ là bằng gỗ gõ đỏ Nam Phi. Đó. Và xương tủ sẽ là bằng gỗ thao leo hay còn gọi là gỗ bằng lăng. Và tủ này thì Mộc thiết kế tháo ráp nhé mọi người. Nghĩa là các cánh cửa rồi nọ là tháo ra hết. Và chân của nó cũng lắp rồi. Khi mà Mộc giao tới tận nhà mọi người là Mộc mới lắp ráp hoàn thiện nha mọi người. Và tủ sau khi mà nếu mà Mộc kê lên thành một bộ ấy, thì của nó sẽ cao là 1m54. Chiều ngang của nó sẽ là ngang 1m84. Và chiều sâu của nó sẽ là 81. Và cái nét này là Mộc làm cận ốc rất là đẹp nha mọi người. Cận này là cận bằng con ốc tự nhiên chứ không phải là cận nhựa dán rô nha. Nó cái cận ốc này thì Mộc cận thuộc loại đẹp là cận VIP á. Còn mấy tủ thờ cận tra bằng cặp xe thì Mộc sẽ cận cái loại rẻ hơn. Còn cái loại này Mộc cận đẹp, cận này là nếu mà tủ 1m8 là Mộc cận tới 1.700.000 lận á. Là tinh tiền cận ốc không á mọi người. Đó nên mọi người thấy cái ốc nó nổi lên rất là đẹp nha. Đó. Và một cây này Mộc nhắc lại giá nhé, 1m8 là 20.900.000. Mộc hỗ trợ vận chuyển là từ Huế tới Cà Mau. Đấy, mua tận xưởng sản xuất của bên khu Mộc, của xưởng Mộc. Đó, là Mộc nội thất. Thì bạn có thể theo dõi nhé mọi người. Bởi vì các mẫu này thì bên Mộc làm giá tận xưởng ấy, với cả nhiều mẫu mã rất là đa dạng và đẹp nữa. Đó, cái chân này thì là chân của cái trụ thờ 1m8 này nha. Đó, cái phần phía sau đuôi là Mộc có làm bằng gỗ bằng lăng đó. Có một tủ rất là đẹp. Đó, rồi chào tất cả mọi người nha. Nếu thấy clip của Mộc hay bạn có thể bấm đăng ký để theo dõi nha mọi người. Rồi, chào mọi người nha.